Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào khoảng hơn 10 giờ ngày 22 tháng 10, tại km 56 thuộc địa phận bản Bong xã Trường Tần, Yên Châu, Sơn La. Thời điểm trên, một chiếc xe tải chạy theo hướng Sơn La Hà Nội khi đến km 56 đã tông trực diện vào xe khách chạy chuyên tuyến Hà Nội Điện Biên. Hậu quả, khiến 10 người trong tổng số 12 người trên xe khách bị thương phải nhập viện cấp cứu. Liên quan đến vụ việc trên, chiều cùng ngày, ông Đào Xuân Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Tần, Yên Châu, Sơn La, xác nhận vụ tai nạn khiến 10 người bị thương. Cú tông trực diện khiến đầu xe khách bị dính chặt vào đầu xe tải. Chúng tôi phối hợp với lực lượng chức năng huy động máy xúc để tách hai đầu xe ra. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn phải dùng máy cắt, xà beng để đưa những người bị thương đi cấp cứu vì dồn chân không rút ra được. Tổng cộng có 10 người bị thương, trong đó, lái xe khách bị thương khá nặng, ông Dũng nói. Hiện tại, lực lượng chức năng huyện Yên Châu đang điều tra làm rõ vụ việc.